Bà biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Theo báo cáo kết quả các cuộc điều tra, đánh giá và thăm dò của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được thực hiện trong thời gian qua, thì Việt Nam được thiên nhiên ban tặng nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú với trên 5.000 mỏ và điểm quặng của 60 loại khoáng sản khác nhau. Một trong số đó là những khoáng sản quý hiếm có quy mô chất lượng đáng kể, đạt tầm cỡ thế giới, mang ý nghĩa chiến lược và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc dân. Đáng chú ý trong đó có nhiều loại tài nguyên hiện đang được thế giới ráo riết săn lùng, có thể kể đến như những kim loại được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp tương lai, đặc biệt là pin cho xe điện bao gồm nickel, lithium và coban, những kim loại cần thiết cho ngành bán dẫn như antimo. Những kim loại được sử dụng cho màn hình điện thoại thông minh như các loại đất hiếm và không thể không kể tới những kim loại hết sức cần thiết cho mọi ngành nghề như đồng, sắt, wolfram, nhôm, titan. Việt Nam bất ngờ trở thành nguồn cung cấp nhiều kim loại quý hiếm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, vào lúc toàn thế giới vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng những kim loại thiết yếu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì tại Việt Nam đột nhiên nổi lên, trở thành một nguồn cung cấp khá quan trọng cho những mặt hàng này do sở hữu nhiều mỏ kim loại được đánh giá là nắm giữ tương lai thế giới. Trong chuyên mục ngày hôm nay Tin Mới, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bàn về Việt Nam bất ngờ trở thành nguồn cung cấp nhiều kim loại quý hiếm. Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo dự báo của công ty tư vấn chuyên về năng lượng và kinh doanh Restart Energy của Na Uy có trụ sở ở Oslo, thì nhu cầu đối với một kim loại thiết yếu trong ngành sản xuất xe điện và tất cả các thiết bị điện tử tiêu dùng sẽ tăng vọt vào năm 2030, có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Theo tính toán của Restart Energy, mức thiếu hụt kim loại đồng vào thời điểm đó sẽ là khoảng hơn 6 triệu tấn. Theo những dữ liệu hiện có, nhu cầu về kim loại này dự kiến sẽ tăng 16% vào cuối thập kỷ này, khoảng 25,5 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Trong khi đó, nguồn cung vào năm 2030 được dự báo giảm khoảng 12% so với mức của năm 2021. Căn cứ sản lượng của những cơ sở khai thác hiện tại cũng như của những mỏ có thể đi vào hoạt động trong tương lai gần, nguồn cung đồng dự báo sẽ đạt khoảng 19 triệu tấn mỗi năm. Như vậy, nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu của thế giới. Nguyên nhân của điều này, theo lý giải của các chuyên gia, là lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện ngày càng phát triển đã ngốn một lượng đồng không nhỏ trong quá trình sản xuất. Hậu quả là giá đồng đã tăng chóng mặt trong thời gian qua do cung không theo kịp với cầu. Trong đó còn có nguyên nhân do đại dịch Covid-19 bùng phát gây gián đoạn sản xuất và dây chuyền cung ứng. Chỉ tính từ khi đại dịch bùng phát, giá của kim loại này đã tăng khoảng 70%. Theo số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS, những quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới hiện nay là Chile với 200 triệu tấn, Peru 92 triệu tấn và Australia 88 triệu tấn. Việt Nam được thiên nhiên ban tặng một trữ lượng đồng ở mức tương đối so với các nước trong khu vực. Việt Nam hiện có một chiến lược đáng kể tại mỏ đồng Sinh Quyền ở huyện Bát Sát trong tỉnh Lào Cai, nằm sát biên giới Việt Trung. Theo báo cáo của Đoàn Địa chất Nam thuộc Tổng cục Mỏ Địa chất, mỏ đồng Sinh Quyền có trữ lượng 56 triệu tấn, còn tổng trữ lượng quặng đồng trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai lên tới trên 100 triệu tấn. Quá trình thăm dò các vỉa quặng mới ở độ sâu 350 m tại Sinh Quyền đã phát hiện gần 20 triệu tấn quặng đồng, hơn 30 triệu tấn quặng còn lại được phát hiện tại địa phận thôn Vi Kẽm, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Với những ước tính ở trên, mỏ đồng Sinh Quyền được đánh giá là mỏ lớn nhất Đông Nam Á và đứng hàng top châu Á. Theo website chính thức của mỏ Sinh Quyền, công suất khai thác hiện nay của mỏ là từ 1,1 đến 1,2 triệu tấn quặng nguyên khai một năm. Mỗi năm mỏ sản xuất 47.000 tấn tinh quặng đồng hàm lượng 24% Cu và 75.000 tấn tinh quặng sắt hàm lượng 64% Fe. Khu tổ hợp sản xuất đồng ở Lào Cai hiện là khu mỏ lớn duy nhất ở Đông Nam Á, đồng thời tiến hành khai thác quặng tinh chuyển và chế biến sâu thành đồng kim loại ngay tại chỗ với sản lượng lớn. Việt Nam xuất khẩu antimon đứng thứ hai thế giới trong năm 2019 theo số liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Antimon ký hiệu là SB là loại kim loại màu quan trọng khi ở dạng nguyên chất, có một tính chất đặc biệt là rất cứng và giòn. Antimon hầu như chỉ được sử dụng ở dưới dạng hợp kim và được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và đặc biệt là pin lithium ion. Không có antimon sẽ không có iPhone,
không có TV độ phân giải cao, không có thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí là cả ô tô. Tất cả những sản phẩm nói trên đều sử dụng mạch kỹ thuật số mà Atimon là thành phần cấu thành chủ yếu. Atimon còn được sử dụng là nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác như sản xuất vòng bi, trục máy, phụ tùng ô tô. Đặc biệt, Atimon được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các sườn cực ắc quy, chiếm từ 10 đến 12% khối lượng sườn điện cực. Trong lĩnh vực quốc phòng, Atimon còn được dùng để chế tạo vỏ lựu đạn và chất nổ. Ngoài ra, rất nhiều lĩnh vực khác cũng phải sử dụng với Atimon như sản xuất cao su, thủy tinh, thuốc nhuộm, dây cáp, vật liệu bán dẫn. Có thể thấy Atimon là vật liệu rất quan trọng đối với tất cả các ngành công nghiệp của hiện tại và tương lai. Và thật may mắn, Atimon cũng là một thế mạnh của Việt Nam. Theo những số liệu của OEC hay công cụ trực quan hóa dữ liệu thương mại quốc tế của Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, thì trong năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu một lượng Atimon trị giá 34,3 triệu đô, trở thành nhà xuất khẩu Atimon lớn thứ hai thế giới. Những khách hàng chủ yếu của Atimon Việt Nam là Bỉ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp, theo quy định về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc Wolfram Atimon đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn đến năm 2025, Việt Nam duy trì sản xuất và các dự án hiện có đầu tư mới một số dự án trên địa bàn các tỉnh tuyên quang. Dự kiến sản lượng khai thác đến năm 2025 sẽ đạt 819 tấn Atimon. Với tiềm năng đáng kể về Atimon, Việt Nam hiện có cơ hội lớn để phát triển các ngành công nghiệp sử dụng đến loại kim loại đặc biệt này. Mỏ Chromite cổ định Thanh Hóa, kho báu lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam. Thưa quý vị, chrome là kim loại cứng nhất và có độ chống chảy sức tuyệt vời. Trong thép không gỉ, hàm lượng chrome chiếm ít nhất từ 10,5% trở lên. Tỷ lệ chrome càng cao thì thép không gỉ càng có khả năng kháng ăn mòn và oxy hóa cao ở nhiệt độ thường. Lớp chrome giúp cho thép không gỉ hầu như không bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, hơi nước, nước biển, axit và thậm chí là kiềm. Nhờ đặc tính này, nguyên liệu này rất được ưa chuộng trong công nghiệp chế tạo xe hơi, tàu thủy, dụng cụ y tế và các chi tiết máy. Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng làm các thiết bị chống ăn mòn trong các lò phản ứng, bồn đựng hóa chất hay là đồ gia dụng, đồ nội thất, thép hợp kim, mạ kim loại, bột màu, xử lý da chất, xúc tác, xử lý bề mặt và vật liệu chịu lửa. Người ta đã từng phát hiện thấy hợp chất của chrome khi khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Các chuyên gia đã phát hiện một số thanh kiếm có lưỡi kiếm được phủ một lớp hợp kim chrome dày từ 10 đến 15 micromet và nó đã được bảo vệ các thanh kiếm này khỏi quá trình oxy hóa của môi trường trong hơn 2.000 năm. Cho dù người cổ đại chỉ vô tình sử dụng nguyên liệu có chứa chrome, nhưng điều này đã khiến cho nhiều nhà khoa học bất ngờ. Bởi tới đầu những năm 1900, nhân loại mới phát hiện ra kỹ thuật sử dụng chrome làm lớp chống ăn mòn cho vật liệu kim loại. Chrome được khai thác trong tự nhiên dưới dạng quặng chromite. Gần một nửa lượng quặng chromite trên thế giới hiện đang được khai thác tại Nam Phi, bên cạnh Kazakhstan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những khu vực sản xuất đáng kể. Theo các tài liệu khai khoáng, chromite cổ định Thanh Hóa được người Pháp phát hiện vào năm 1927 và năm 1930 bắt đầu được đưa vào khai thác. Đây là mỏ chrome duy nhất ở Việt Nam và là mỏ lớn nhất khu vực Đông Nam Á với trữ lượng trong khoảng 22 đến 25 triệu tấn. Đặc biệt, thời gian gần đây có rất nhiều nhà đầu tư từ Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến mỏ chromite cổ định. Vào năm 2019, tập đoàn Mitan Hồng Kông Trung Quốc tỏ ý muốn đầu tư nhà máy sản xuất ferrochrome carbon, thép không gỉ và kim loại màu trị giá 2 tỷ đô tại Thanh Hóa. Được biết, Mitan là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm ferrochrome carbon, thép không gỉ và kim loại màu. Cũng trong năm 2019, công ty hữu hạn thương mại và công nghiệp Thanh Long, Giang Tô, Trung Quốc đã nộp hồ sơ đăng ký mua 66,67% cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tây Dương thuộc công ty cổ phần Chromite Việt Nam để biến Việt Nam thành một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và triển khai thực hiện dự án nhà máy sản xuất ferrochrome carbon Nam Việt tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!